Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với lệnh bài bot bắt 74 nha anh em. Và bây giờ thì Khải cánh may mắn cũng như là Khải giao dịch may mắn mà cho còn lon đó. Đó, Khải giao dịch nó hai bộ may mắn này. Rồi với lại ít thiên sơn quốc tử đã đủ rồi. Vẫn xét may mắn 86 nha anh em. Vẫn xét may mắn 86 nha anh em xem nha. Đừng quên để lại cho video bắt 74 này một like cho xem ủng hộ cho anh em. Vô. Thiên sơn đâu? À từ từ, thiếu thiên sơn rồi. Để gì lấy thiên sơn đó anh em ơi. Thiếu thiên sơn này. Thiên sơn đâu? Phải nhớ cái đồ này nuôi thiên sơn. Đây, 43 bình này. Đó. Trời ơi. Thiên sơn quá tử rồi, đồ may mắn cắt kiểu full đồ nè. Yo. 1 2 3 4 Let's go. À, ok. Bây giờ chúng ta uống nó đắng con chân đi chết tôi rồi. Đâu vậy? À, điện nó gọn con dưới nữa mà. Rồi ok. Anh em đang xem đừng quên nữa làm like cho xem ủng hộ cho anh em đã khả nhất lên trên tí. Rồi ok. Vô nhặt đồ. Rồi khả thác mấy con này hết nhặt tách hết đồ đó. Tách hết nhặt đồ đó. Rồi mỗi con đường môn nhặt đồ thôi nha nè. Rồi đường môn khả sẽ cho nhặt tất cả. Rồi. Gần chết khả cho nhặt đồ. Rồi anh em xem này anh em ơi, bị bó đồ nha anh em ơi. Rồi ok. Let's go. Bót anh đang thả Khải. À, anh đại cho anh ơi, đại cho đang thả, nô đang thả. Anh Tùng ra chuẩn bị đến Tùng ơi, xong đánh em đánh anh. Đánh em những được ai trước cũng được. Để em đánh trước đi. Ok, để em đánh trước ok. Hôm nay là 4 hoặc 5 con ở đây cho anh đại sư huynh nha em. Xem mình bắn vẫn như cũ anh em ơi. Cái gì mà nó đấu 600 mấy chục kim đó là tính ra nhiêu ta? 10 triệu là 680 kim tính ra là 45 triệu. À trời. Đấu gì anh? Con Phi Vân. Phi Vân gì mà ghê vậy? Phi Vân có hổ. Phi Vân tôi top á. Tôi top 1 á, top 1 cấp á. À. Chạy qua kia mới lập được Khải ơi. Chạy qua kia mới lập được. Nó kẹt nó nhận nhạc ta. Butter rồi mà. Tính ra gì đâu mà con Phi Vân nó chắc bằng... Ủa tôi kiếm miếng chưa? Ủa tôi kiếm miếng mà nóng nhạc ta. Ủa anh Nô, anh Nô sao vậy? Sao không nhạc được này? Butter thiếu rồi này. Không nhạc được món nốt nào luôn. Quá chướng vậy. Nè nhặt tất cả này mà không nó nhặt ta. Ủa bị gì vậy? Không nhặt được luôn em ơi. Có người khác không vậy? Không nhặt được. Ta xem ai kết thúc vậy? Có hay là auto bị lỗi ta? Ủa bên này thì auto mình không nhặt được trời. Lại coi. Lại bên này coi. Ủa xin. Lắc á, sợ lắc á. Lắc sợ lắc. Đủ không nhặt được luôn. Bắt ngồi xuống đi. Em tắt auto bật lại, em tắt auto bật lại. Rồi, đủ mất mẹ hai món đồ rồi là phải bỏ hai món rớt qua bên đây nè. Ừ, bỏ rồi. Rồi được một cái ngọc bò một cái chuyền nữa mày. Tôi nói đủ nó bị sao quá không nhặt được. Khải mới nhặt tay á. Đâu một cái miếng nhập mở bình thường mà là bình thường mà. Chắc nó bị lỗi tên nhân vật thì sao. Anh em bây giờ mình xách mấy phi dân của mình qua bên A9. Rồi, tiếp theo. Nãy là một cái quần hay một cái áo đó không nhặt được. Hai cái món thổ. Một cái áo với một cái giày. Ừ. Thôi. À, giày là thân pháp một tôi dày đâu biết là bắt vang nè. Nhận được luôn ạ. Ok. Triệu anh Long còn 10 kim. À ok. Gì? Bây giờ dân của anh đó má 7.6 thằng 10 kim. Được. Nó nhận được hai món bắt vang đó anh em. Ok. Xuống giá chứ ông nghĩ một cái gì đó nó đầu tư bao nhiêu tiền mà bán có mấy chục triệu. Ý nói là mình đang nói từ đất giá. Hai con thổ là lâu lắm. Thằng thổ mình thấy là lâu. Full nó bắn rồi đó, cái full nó bắn rồi. Xong này Khải về Khải thả 10 con của Khải nha nè. Hai con thổ này được một đặc biệt, một con thường á. Đặc biệt thì mong dây chuyền thổ đẹp đẹp một tí là ngon. Chỉ là khỏi dây chuyền. Chỉ cái nhẫn à, em đặt cái nhẫn không băng thì nhẫn đọc 40 nha. Có đỡ em. Đặt nhận thắng băng thì dân cũng đọc 40 nha nè. 3 triệu không? Công ty không? Công ty có chuyện tiếp không?
Một cái áo, ôi áo thổ à? Chẳng nón thổ à? Áo một nhẫn, một nhẫn một ngọc bội, ok phù về bó cho anh em xem này. Phù. Cúi ha. Vậy này này đúng rồi. Ô, oh, cái ngọc bội ẩn một cái nhiều thiên cần này anh ơi. Chậm làm thời gian đọc 40. Đó. Ra. Ui. Nhẫn 30 ra. Ôi giời cái nhẫn đồ 40 ngon ra không? Đâu? Mình đang tìm cái nhẫn 40 chúng đọc anh em ơi. Trời ơi. Đâu, cái nhẫn có 30 có 20 buồn dữ ta. Nè. Anh ơi gì à, tương dương bắt lấy lên ơi. Đâu, cái nhẫn má 40 mình bợ mẹ mình mua rồi. Trời cái nhẫn tiếc dữ người ta. Quá cái nhẫn đào đào thì giống như nãy đâu. Ha cái nhẫn. Trời đất. Cái con bò hồi nãy của anh cũng hồi nãy vậy đó. Chụp trại đi lượm. Thôi giật giật đi mấy cái này cũng trong mắt. Giật giật nè. Thôi ném ra ok rồi. Đi đâu? Ném ra đi trời ơi. Rồi ok, cái này rác nè. Sốt. Sốt. Rồi, được hai giật giật đi thả bò. Cái con bò hồi nãy mà nó 25 40 là ngon luôn á Long ạ. Má cái nhẫn ngon. Chính đời này không gì hoàn mỹ. Rồi được hãy giờ lấy lần đầu boss đã, đợi xíu. Giờ đến khải thả 10 con anh ạ. Đâu. Voi voi voi. Quá. Từ còn một con game mi kia nữa đợi chút anh em ơi. Đợi boss con game mi này. Giờ mua combo tiêu 3 triệu chắc hơi khó. Ừ. Không có rồi. Không có cái đó nè. Hiếm à. Con tiêu 3 triệu không ai bán đâu. Tại vì cái số tiền bỏ ra để mình lấy con bông tiêu phải nằm giá hơn 5 triệu rồi. 3 triệu là nhiều ai bán. Số tiền bỏ ra là cái top đó. Thằng nhất thằng nhớ. Đợi. Anh thả hả? Ok anh, anh thả trước đi. Rồi anh Tùng thả trước đi. Đến Tùng okay. Thả trước đi, ok. Thả trước đi, em đi lấy lệnh bài boss. Anh cứ thả trước đi. Anh thấy em đứng ở đó nó xử cho. Em đọc có sẵn hết rồi mà. Cứ thả ra là tự động xử rồi. Rồi, đến Tùng thả cho nè. Khá là gom được ít thôi. Mỗi người 10 con thả cho thèm thèm chơi. 5 con à. Anh thả mỗi lần 5 con. Ok. Cứ thả thôi em lên nhặt đồ bó cho em xem. Let's go. Tiếp tục chấm em bắn 10 nó mang cho đẹp ha. Rồi chờ Lâm Hoang vô bùa là đánh thí nghiệm đánh lẹ lắm nè, chỉ sợ mấy con thổ rồi. Đó còn mấy con này chắc được lẹ. Nhạc này nhạc này rồi lượm tiền như tới con hề mọc chết nè á. À, cái nhận thổ đó mình ngon hề mọc á, mình chờ mà không có. Rồi còn ba con thổ, còn ba con thổ đứng đợi tí nữa thổ đánh hơi lâu. Lần này luôn giờ bói luôn này, xong thả tiếp. Ai xem đồ độc là trời, con thổ rất có hai con thổ rất ba món gì. Trời không có cái nhẫn nào luôn. Vãi gánh rồi. Rồi khui nè, thả tiếp anh ơi. Không có một cái nhẫn thổ luôn em ơi. Ôi. Ôi bị lắc mẹ rồi, không bật được cái trang chủ lên, không đọc được cái trang bán đồ lên, ba chưa. Ở vô số. Em thả bị lắc. Ngọc bị lắc. Khui. Chà, má không có 40 đó. Một ngọc bội 140. Ôi, sinh lực cao ngon. Khăn lôi 15. Khăn lôi 8 số. 120 ráp. 130 ráp. Khăn lôi 15, chúng độc 20, rồi một ngọc bội, chúng độc 40, ra, rồi toàn ra. Còn được một ngọc bội 540 nam, đẹp anh em ơi. Với lại một ngọc bội không bằng chúng độc, đâu, chúng độc dùng 1, mới này chứ. Rồi anh em nào nãy nói xin đồ cho xe gì đâu anh em ơi, về tương dương bắt này anh em, khỏi vứt cho này anh em. Đây, tớ thầy ơi. Tương dương bắt đi, đứng sẵn ngay chỗ cái tháp đi, vứt cho này. Mấy cái đồ khăn lôi làm chậm 30 này em có lấy không nè? Cái này chắc cũng không cần cầm. Mấy cái này đồ giá tẩu hơn em lấy gì hết. Ở đây, chừng kia, đây.
Đây. Lùm mấy cái này nó làm giả tấu này. 130. Dưới đất, rồi lùm đi. Được mấy cái này ngồi tương đối, tiếp dịch xong. Bỏ vô khỏi trận đấu. Chắc là chạy lên lùm đồ kìa. Ok. PPT ạc bé hình cho lùm đồ với. Ê, sao lùm được? Đừng đừng, được khải lùm khải bói chứ. Ôi, được 5 món, 6 món, 7 món. Ôi. Thả tiếp nhá. Thả tiếp. Trời, lại khăn lo 15. Ôi, gia trình khăn cả 10, đâu sao. Nhìn tướng 20 chứ, đủ gia trình đẹp vãi đái luôn. Ngon. Được, gia trình nữ rồi nè. Rồi, gia trình thủy nữa chứ. À, ngọc bội kim ngon nè, anh em nào đi năm hành chuẩn họ ngon nè. Một ngọc bội ngon luôn. Trong 40 không hỏi 15 sinh lực, lực đẹp luôn. Nhắn. Nhắn kim ra. Nhắn mọc ra. Đây đây, lấy đồ tiếp này em ơi. Lấy đồ tiếp này em ơi. Cho nó làm giả tấu nè. Đó. À, này sinh lực sức mạnh 6 á. Ngọc bội này được nè. Ngọc bội này được nè, có người xài nè. Giá trị này có người xài nè. Ngọc bội không lôi 15 vứt luôn. Rồi. Anh Tùng ơi, coi giá trị này cũng khá ok này. Mà nữ kháng đẹp vãi đái. Ồ, kháng hỏng 19 này, chắc này đi set đi set đem nào mà đi set đỉnh quốc á. Kèm với giá trị này ngon. Rất đau, rất đau. Set đỉnh quốc giá trị này ngon. Rồi, tiếp. Sớm sớm chắc có hiệu quả. Dịch kịp. Mới cùng chết sớm sớm là hỏa. Hỏa những mọc chết sớm. Sao sao rất kìa. Này ngọc bội này anh em nào xài anh em hành chuẩn này anh em. Ngon ấy. Kim thiên nhẫn cái bang. Xin lực lực đẹp luôn. Giờ này cái chị thấy cả 10 hơi tệ. Ừ hơi tệ. Làm cho lên mới được. Mà tương đối. Mà nó bù qua cái là chó. Kháng họ sinh khí nữa nhóc. Ôi sinh lực đẹp má bà chướng luôn. Này này võ đan ha, võ đan đẹp. Xem lại cái ngọc bội nữ này võ đan quyền set hiệp set định quá. Quá đẹp. Lục đồ kìa. Đâm lấy đồ anh ơi. Lấy đồ. Nhạc 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 rồi lần này trên đời nó quýnh quái với công. Ui đồng hồ tắt cao tu rồi mà ba. Rồi một dây chuyền, hai dây chuyền, một giày, một nón, một nhẫn, dây chuyền tiếp. Mắn này mắn thủ à, qua bên kia nhạc. Rồi ok thủ quýnh nó cái rồi, quýnh nó thêm cái nữa rồi. Rồi nhanh nhanh chết. Khải còn chục con nữa nè em ơi. Thu này chỉ đánh khoảng tầm 25-30 con thôi. Ai còn bot nào em ra thả lung lăng nè em ơi. Anh vô thường có bot không? Vô thường không rồi? Vô thường ơi. Có anh Tùng hết luôn rồi hả? Anh Tùng chắc hết rồi. Anh có 15 con thôi, còn 2 con lên Nga Vi Tạp nhé Khải nhá. Rồi tới này em xong đánh Nga Vi Tạp. Em xong còn 8 con. Ủa anh vô thường này nó đánh đâu ta? Ai nhìn chuyện. Nhìn đẹp vãi. Xét đỉnh quá. Xét đỉnh quá. Đúng. Rồi một dây chuyền nữa, dây chuyền thổ. Hai chuyền thổ là ngon nha, có cơ hội dây hai dây chuyền này. Rồi để em bói xong này rồi em thả bót em lên 18. Ui lại kẹt gấp nữa. Nó lại kẹt nữa trời. Đâm tay vô này. Khui anh em ơi, khui anh em ơi. Vô hả. Vô hả. Khui này. Kim đó. Cái tẩu. Giả tẩu. Giả tẩu luôn. Giả tẩu luôn. Giả tẩu luôn. Nhẫn. Chúc. Giả tẩu luôn. À thêm một ngọc bội dòng chậm giống 10 dòng 1. Rác luôn. Rác luôn. Giả nhẫn độc dòng 1. Dậy khăn lôi. Chậm 30. Rồi thu này rác anh Tùng mà không có gì hết. Rồi đưa cho thằng em đi làm giả tẩu nè. Đây Trương Dương Bách. Rồi lái nè. Anh Tùng gì à? Tự nhiên bắt lái đồ luôn Tùng ơi. Giờ Tùng bắt lái đồ luôn nè. Hả? Cái bộ kim đẹp không em? Kịp đẹp, cân bằng anh. Quá đẹp luôn. Kim nữ kim... để cho con chiên nhẫn nó loạn nó về chơi. Ừ, giá hợp lý. Giá tẩu nè. Bàn đó hồi trước nhiều đem cho quá trời luôn. Anh Tùng ơi. Giờ tự nhiên bắt lấy đồ anh ơi, chặt rương em rồi. Tự nhiên bắt cho em đi. Tự nhiên bắt. Đây mấy, em. Mấy cái món này đỡ làm giá tẩu nè. Nghe như không? Đây này.
thấy không mọi chú này là giao dịch đây, giao dịch đây nhiều lắm, ném cái câu giao dịch đi. Thì con cá bao rồng đã có lực 197.8 gì đấy em mà. Đưa này một giá chuyển kháng cả dạ. Này một ngọc bòi trốn kháng họ này, một ngọc bòi làm chậu này, anh em nào xem mà lực lấy cái nào hỗn tùng đấy. Anh Nam ơi, Nam gì à, tư nhân bắt đi, lấy cái ngọc bòi kim này. Rồi Nam ơi, tư nhân bắt lấy cho con thiên nhẫn lợn hợp lý á, cho nó có sinh lực mạnh nào thế. Một kim Nam đẹp hơn nhiều. Còn một kim Nam một sinh lực 198 cơ. À, vẫn ngon hả? Còn trẻ mang dòng hồi xưa mà. Cái này cũng được này, coi cái nào lái thì lái nha. Rồi ok, giờ đến khả thả này mà. Anh Nam xem mà cho em, đúng không? Chứ em mua cái đấy mà. Anh Long xếp đồ không biết. Đến mình đồng này là mình thả này. Go, let's go baby. Xem mà xem, cái bộ con thiên nhẫn đẹp mà. Let's go. Giờ về chờ chó 40 thôi, tao tay với lại. Sao rồi? Nãy giờ có ra siêu phẩm gì không? Không. Được cái ngọc bội. Tôi dừng kháng tất cả 20. Kháng tất cả 20, kháng hỏa 19, choáng 30, sinh lực 125. Sinh khí 15. 148. Sinh khí 15 nữa. Sinh khí 15 nữa. Dì bờ luôn. Là cái nào? Dì chuyện. Chữ truyền mà. Đó. Ủa đấy chứ em boss con bao mà nó không lên ta. Đến từng boss đi. Đấy em boss lên bao. Nhưng mà em dùng xem. Nhưng mà em phải dùng định quốc mới được. Định quốc là xài được. Cái đó chỉ cho vỏ đan thôi. Vỏ truyền đó vỏ đan đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Là cái bình dương nó boss lên hả? Không, cái bình dương là cái của nó. Em không đổi anh em ơi. Xong này rồi, lên ngày 18 em còn 4 con, 8 con nữa nha anh Tùng. Em đánh 2 tuần nữa. Ngày 18 anh một con em một con. Đưa ra hai anh em mình thả chung. Thánh lệ nhật đô. Ôi xa có vũ khí nha. Vũ khí thủy nha. Vũ khí thủy với kim này. Dì vợ anh họ ơi. Hai cái vũ khí. Dì vợ anh họ ơi. Anh họ là thái dạy anh đang xem live anh em gần 200 người đang xem nè. Ui đồ, anh con này nó vượt khuy đồ. Coi tụi bay có hack gì không hả? Ừ. Hai cây vũ khí nè. Về vợ cây vũ khí nào. Ba món nữa. Lâm đồ. Rồi, ui, dì vợ không nè. Còn thêm tôi này dì vợ không nhanh nè. Ui. Ui, sao người vợ hay là món người. Đủ cái này cái nhẫn ngon rồi. Đang cần cái nhẫn cho người vợ chứ trời. Trời, người vợ. Bờ tây. Bờ tây này cho anh em năm hành phá hành thủy cũng ngon này, giao đan này. Kim đó. Đồ gia táo là kiên ơi. Vũ khí, cho cái vũ khí rác chán vải đầy, vải đái luôn. Sinh lực, sát thương các kiểu hơn bằng sắt. Trời cái vũ khí. Rác thương, rác hết. Rác luôn. Trời ơi, đã lưng 21, 20. Động. 40 lên tổng luôn rồi. 40 là ngon rồi, anh Tùng có cái mới rồi mà. Rác. Dạ. Thầy ơi, có vũ khí choáng 30-40 xin để đổi cái tiêu này với. Không có. Đã làm được cái đồ, không có. Có đồ nào thì báo cho chứ, hôm nay không có. Mấy cái này cho này là nhà tổ này, đó. Rồi thôi, ập đây anh em ơi. Chúc mừng một kích đồ này. Đây này. Ập sớm rồi. Đắc này. Sinh lực cao. Sinh lực cao là nhà tổ này, một cái. Rồi, ok, chúc mình 14. Rồi, cái này được khai kích đồ rồi nè. Bye bye anh em nha, anh em ơi. Rồi, ok. Còn tiếp tục anh em ơi. Rồi, đây mấy cái đồ này được khai bó rồi nè. Khai còn 8 con nữa nè, được khai thả 8 con nữa. Đồ, cái học bội này buồn gơ gốm. Cái nhẫn là bờ kẹo rồi nè. Nhẫn là đẹp rồi, đang tìm cái nhẫn này chứ. Ngọc bòi nhìn đẹp vái chướng. Sinh lực lực đều luôn. Rồi để em đi lái thêm 8 con nữa anh em đợi chút nha. Trong thời gian chờ đợi anh em có thể cho Khải một lần hồi chơi nè em ơi. Rồi đưa cho nó phù gì nó lái 80 lần bài boss lên hả. Thank you.
có đủ hết hàng mấy cái rồi. À, làm tôi nữa còn 4 con hơn rồi. Rồi, giao dịch. Bên này còn 4 con đặc biệt vẫn còn bốt tiểu ơi. Hết hàng rồi. Hết hàng mấy con thường rồi. Rồi thả tiếp 4 con này nó lên ngày 18 nha này. Nó đã mất bình thường rồi. Mày quên giao dịch cái kia rậu. Quên giao dịch cái thân thổ điệp phù là phù gì rậu. Anh em nào đi phong độ đi kìa em ơi. Rồi 5 tiền. À, 4 con trăm vạn. Tiếp tục nè. 4 con đặc biệt kiếm nhận ơi. Kiếm nhận thổ kháng bình 40 rồi nè. Giám độc 40 rồi. Rồi vô. Bờ kẹo. Không liền cái gì đâu vậy. Con thuyền lắc được hả? Ừ, nó chạy con đường môn em theo em chi vậy ta? Mày ngáo hả? Tự nhiên cứ chạy theo đường môn em mà trong khi nó khắp mấy mà. Cứ nó như đít đường môn em chi vậy? Áo vai. Con nghe mi này, con thí viên này nó bị gì vậy? Tắt con tôi bật lại. Rồi, 4 con đặc biệt này mày, có một thủy nè. Không có thổ, hết thổ rồi. Thủy kim mà. Không yêu hồi trái này á, yêu hồi trái này bị kẹt gấp không đánh được nè mày, không bùa được nè, không đánh được. Nó dính vào gạo rồi, không đánh được. Ừ, nãy cái ông nào cũng thả lộn vô cái bao gạo không đánh được. Rồi, mới nhặt đồ nè. Siêu phẩm ơi. Bốn con đặc biệt. Thủy là nhẫn kháng hỏa chống 40. Kim thì gia truyền kháng cả kim. Mộc thì gia truyền kháng cả mộc thôi. Đồ chả cái gì luôn. Rồi, mới nhặt đồ này. Chết nè. Ok, nhặt đồ. Nhẫn thái nhẫn này, ngọc bội dây chuyền này. Ngọc bội được 5 món. Đồ quá, lần này đánh 4 con được 5 món chờ. Này đánh 4 con được mớ đồ. Này đánh 4 con được 5 món. Hên xui vãi đấy. Ui. Thợ nhận chẳng hỏa, rác. Kim rác luôn. Rác luôn. Rác luôn. Rác luôn, hoàn toàn rác luôn em ơi. Rác hoàn toàn. Nhận gia tấu nè. Nhận chẳng độc gia tấu thế lực cao nè. Sức mạnh. Rồi, ok. Đây, 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 lấy thêm 2 món gia tấu nữa ấy ơi. Không nên phải thương này. Tôi kia là trả tổng mấy cái phải thì Việt Nam thì cất vào. Ờ, chống dòng cuối, chống dòng cuối. Chống dòng cuối không tìm được thì con có chống dòng cuối. Nè, cái chuyện chống dòng cuối. Đâu rồi? Con luôn bùa liệu mang phép hiệp cốt được không nhỉ? Nếu có đồ xéo dòng đẹp, hiệp cốt vẫn ok. No. Rồi, ok, lên ngày 10. Con lo chú ý build đủ hiệu ứng cho nó là ok rồi. 80 chón, 80 chậm là nó búp khỏi chơi luôn. Không, tại vì tạm nơi nó bé thì được 40 choáng 80 chậm thôi. Giá là được rồi, giá là trúng rồi. Nếu mà anh lên được đồ hiệp cốt á thì phải trang bị cho nó 2 món thủ lý làm chậm. Là như làm phần thủ lý càng cao thì búp càng khỏe, vậy đó. Nhưng bây giờ nó bị con đường môn cứa một phát hết luôn. Đúng rồi, giờ không có phần thủ lý nữa. Kỳ hồn một phần, không có phần thủ lý nữa. Rồi, lên ngày 18 nè. Ngày 18, 150 vạn, cầm tiền lên nè. Kiểu muốn đi mốt, phải phép, mà chúng chạy chỗ như người ta. Rồi, anh em rảnh tay lên ngày 18 phụ dùm 2 con boss nè em ơi. Những anh em phái nội công á. Những anh em phái nội công á. Kịp chai, kịp lọ đánh được á. Được, võ đăng kiếm, võ đăng kiếm anh lên anh chết á. Nó đụng anh cái anh chết rồi. Bất tiểu mà. Làm 2 mối tiểu nữa nè em ơi. Mở được con thủy thổ hỏa. Thủy thổ hỏa. Bùm nè. Hay là chụp.
trước. Này là ba bút tiểu nè mày. Ba bút tiểu. Thôi luôn. Ơi anh ơi. Hôm nay nó đo chưa? Bây giờ là cũng mới kiếp nó trả 50 trưởng, nó trả 7 kim. Đáng rồi này mày. 7 kim thì rẻ quá, coi thế nào nếu mà 7 kim anh thấy được anh bán như 7 kim thì rẻ quá. Tại vì vừa rồi em mua 15 kim á, mới mua cách đây 10 ngày trước. 15 kim, tranh giành. Cơ bản là bây giờ là không có người mua ấy. Ừ, cơ bản như vậy. Trong đó cuốn Gami kiếm thì cực kỳ hiếm. Thôi được bán luôn đi Long ơi, để không ai mua được. Kiếm người đang mua cũng chưa phải. Cái vấn đề không phải là rẻ hay mắc, vấn đề là không có người mua. Đúng rồi. Ví dụ bây giờ ví dụ mà anh Tùng đang cần cuốn gì, ví dụ mà ngay cuốn đó mình đang cần đi thì 5-3 kim là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là không có người mua. Đúng rồi. Bên qua kêu 7 kim. Cái này nó trả lời chút xíu nữa rồi các bạn. Kêu 7 kim được tiêu diệt nhanh đi rồi. Võ Đăng Quyền mà có bán được thì bán hộ anh nè. Võ Đăng Quyền được bán hộ anh luôn nha. Là rồi tính ra lỗ anh Long lỗ khoảng 2 kêu nha mấy, vẫn có cơ hội tiếp tục mua những cuốn khác trải nghiệm. Chứ lỗ chứ phải lỗ. Quầy tiền luôn ấy chứ lỗ đâu. Tiền gì em. Cuốn Võ Đăng Quyền không bán được mà. Võ Đăng Quyền không bán được. Anh giao bí kíp lên có người hỏi rồi mừng, bữa mở mấy cuốn giao lên nó không làm hỏi luôn. Không ai thèm hỏi. Tới bây giờ còn trong gương. Khả năng buồn năm đọc hay phô anh, gì đó nè. Như anh bây giờ có khoảng độ tầm 2 cuốn mật phổ độ này, 3 cuốn phổ độ, cả Khải Điên là 3 cuốn phổ độ. Đúng rồi. 3 cuốn thiên ngoại, 3 cuốn bạo vũ. Mấy hôm thì đâu nó mở đấy. Một Võ Đăng Quyền, một Cửu Cung, một Loạn Hoàng Kích, Thiên Vương Trì, Thiên Vương Đao thì rất nhiều. Cứ ra nhiệt tình khi nào em bảo ngừng là ngừng, rút quân anh em, anh em phù hết gì mà em nha, cho nó mất đau luôn nha. Đừng đứng leo leo bên kia chơi, đứng leo leo bên kia nó dính đau của anh em á. Không, có tiểu thì rệt rẹt ba con đánh rất nhạt anh em. Ra cho anh mấy cuốn đại bí tịch của Nga Mi này. Ok. Đừng hốt được. Làm tiền nào. Đại mật tịch của Nga Mi, đại bí tịch của Đường Môn. Đừng ra quyển 9, quyển 10 nhé. Anh em hồi hỏi sao ta, mình không thấy hồi hỏi luôn nè. Đợi Khải tách auto, Khải đi dọn vòng thôi. Máu của hồi hỏi nó bị ẩn rồi, ẩn thân chi thực rồi, không thấy. À, ôi hồi hỏi còn chết rồi, phù dùng Khải nè ơi. Đúng rồi, đụng mới thấy con hồi hỏi. Con hồi thổ còn chết rồi. Rồi, anh em cứ phù đi, đợi Khải lo con này nha. Ok, phù cảm ơn anh em này, phù có đi nè mày. Khải sửa cho. Anh thổ chết trước. Buồn cái, cho anh em đọc buồn cái nữa, kết thúc nữa nè. Bùa nè. Bùa nè. Anh em có thích đánh boss không mày vậy? Gom đi anh, gom đánh đi vô anh. Hỏi anh em có thích xem đánh boss không thì mày vậy? Trời, cái này khỏi nói, thích lúc nào cũng thích. Hai ba trẻ mà. Hơn 200 người vẫn còn chờ đợi mà. Khân cua di chuyển tào lao nè. Rồi mai thì anh bảo nó phải gom lệnh bài. Gom đi đánh nè. Còn gom đi, anh không đánh, em đánh cho. Em mua em đánh cho. Đánh cho có người xem. Ok thì anh bảo nó gom. Bọn nó gom nhanh. Tự sắc về, ok anh này. Lúc con họ gần chết, không chịu chết nữa mày. Giờ mình phải nhoi một tí. Họ gần chết rồi. Họ 100 máu rồi nè, anh thấy không nè. Đó. Họ 100 máu thôi chưa. Rồi, mình làm đồ. Đồ.
sao không lượm con bố thí lúc nãy thả nhầm á? À mấy ông kia ông thả ngay cái bao cát, bao gạo chỗ đó không đánh được nè mà. Không bùa được, không đánh nổi. Phải bùa được, nam độc bùa được mới đánh được. Mong sao cái con họ này nó ra phần thu lý làm chậm một cách kiểu là ngon ăn luôn nè. Dạ. Ủa cái gì vậy? Luôn là sao? Ồ em xém bị đít đạt, vãi chướng, tưởng đít đạt chứ. Phải luôn. Gần chết rồi. Hết bùa nữa đâu, bùa nữa rồi. Nó chưa chết đâu. Đã ra đi Nguyễn Nam Y. Bù cái gì bù cũng được. Đi sao mà mới bị giật phải không em? Ừ em mới bị giật em đơ hình luôn mà. Ủa má tự nhiên mình nói là đi giật thiền có bao giờ boss chết đâu mà tự nhiên chết nhảm thiệt. Đi thấy đứng là tao nói ủa gì kỳ vậy trời. Tao thấy tụi nó đứng hình hết không ai đánh gì hết. Xàm thiệt. Nhiệt đồ nè. Đụm hàng, đụm hàng. Gõ mấy cái đi cho nó gần chết luôn. Lắp hộp giờ đi lại. Ui, con họ gần chết rồi. Ui, 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 thêm, thêm, thêm. Họ gần chết rồi, họ gần chết rồi. Họ gần chết rồi, kết thúc họ nào. Cái người bắn rồi. Lâm tiên. Hai con chết luôn. Lâm đồ, lâm đồ, lâm đồ. Lâm, 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 lâm. Ây, mới con họ chết thôi. Từ từ từ, lùm 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 chạy chạy chạy. Ui xin chết, vói đồ. Xin chết, đồ hơn cả nước thật xong rồi đó. Vói đồ, vói đồ, vói đồ. Vói, cái con đôi vậy. Đó. Ai xa đây luôn chậm dòng 2 mới đâu. Anh em trong bang cần dòng 1 khá nhiều đó. Phần thủ lý luôn chậm đâu. Trời, đó. Ôi. Đó. Rồi mấy xuống 5, 5 xuống. Trời, cầu một cái luôn chậm 40. Rá, quá dòng 2 mới đâu. Một ngọc bội, một đan lưng nè mày. Thu lý nó chậm, ok. Ồ, bắt đầu cái dòng 1 là mình ngon nha. Dòng 1 đi tăng dòng môn của Nga My ngon luôn anh Tùng ơi. Nè, cái này dòng 2 cũng tiêu rồi. Dòng 2 tiêu rồi. Dòng 2 thì chiến Nga My 5 hành này. Ờ, lên bùa tiếp. Bàn nhược, bàn nhược. Phải kéo lên thử con thấy yên nó có nhặt được cái cuốn gì à? Mấy cái cuốn đó thì nó nhanh dân vô rương. Gì đây? Tiên thấu lộ. Không có gì hết. Bó tay luôn em ơi. Con đó bó tay không gỡ được. Con đó là mấy thằng băng khác nó thả đó. Mà nó thả bị lỗi. Giờ đến mình thổ chết nè. À thổ chết này, là nhiệt độ nè. Thổ chết, lầm tiền, lầm tiền. Về bờ coi. Độc phòng, đại lực, lôi phòng. Băng nhược. Gì đây? Tử thị tinh, sao không có đồ đâu mà. Nhồi vậy. Rồi, vô nhật đồ bị nhanh tay trốn rồi. Rồi xong nó quýnh xuống chết. Đậu xanh. Uống mình máu rồi. Nó nhật đồ, nó nhật đồ. Rồi xong luôn. Đậu xanh má, không có đánh chết mẹ đâu. Chết chết chết. Cái này là đúng một đào chết luôn nè. Vái chứa thiệt. À, rằng nó mất tiền. Từ lấy nông độc lên nhạc đi, độc không... Không kịp đồ nữa mà. Thổ chả có đồ gì đâu. Lên nhạc nhanh cho nó hết hàng. Nhạc nhanh không nó chết. Đó, rồi xong. Độ nông độc chết luôn rồi. Không nhạc được luôn rồi. Chết tôi, chết tôi. Nó rất là hai đống tiền này mình đóng rồi. Nó đụng nó đọc một cái chết. Ok, Hiếu là Vy ơi. Lên nhiệt độ cái nào mày. Chết đóng tiền này mình đóng rồi. Rồi xong, má mất một cái áo. Áo thổ, một đai lưng thổ.
À, đang còn là lưng thổ rồi chứ. Vái đạn thì à, không có thể đánh đâu vái trứng. Mất cái đai lưng thổ. Cho nó đọc lên rồi. Khui này. Khui đồ này nè. Khui hàng. Khăn bằng chung độc ra. Trời ơi 40. Ngon lành mà tóc có 11. Thảm vái chứ. Trời. Thảm vái. Tóc thốc quá. Sinh lực 37. Dỗ quá. Bình phong cao họ rạc qua rạc qua rạc luôn buồn cá nữa. Ê buồn cá nữa lên nhiệt độ thủy gần chết rồi. Ây da, ây da, ây da, ây da. Bên này tôi vẫn vui như thường với một pha đập đầu vào mộ của Khai. À, thấy chết này nó ơi, nhiệt đồ này. Do thả nhiều mod quá, nó khỏe quá. Có một đam mà chết này. Đâu? Giờ đang quyền bây giờ anh nói giá bao nhiêu anh Tùng? Bao nhiêu thì bán. Ý là tụi nó bây giờ thu mua anh bên anh đến nhiều quá. Chắc được vài kim. Anh bán thu hồi vốn sớm đi. Em đang dạo tốt bên F7. Nếu mà nó gục thật ấy, thì ở phía trước cái băng bọc bán có lại 3 vạn rồi. Gục thật, chắc chắn là thật rồi. Luôn. Cái này là anh có bán thì bán sớm, cái kim quá muộn. Anh bảo nó 10 kim mà suốt cứ mấy ngày anh có bán. Bên kia em chạm tốt cái F7 nó cứ kiếp tính bằng các bạn và nó bán cả dương vậy. Đúng rồi, bên kia kiếp nhiều. Bên kia kiếp nhiều. Nếu mà nó gục thật, nếu mà nó gục thật chắc chắn sẽ rất rẻ. Thế nên anh bán thì bán luôn đi. Rồi, thì bán 3 5 kim đi. Giờ nó quyền 5 kim bán ngon rồi. Giờ nó 5 kim này. Bị kiếp bên kia đấy không? Giờ nó quyền mà, giờ nó quyền 5 kim là ngon đấy. Nó đáng bỏ với những thế. S7 với S8 khi nào gộp vậy ta? Má 19-20. Dự kiến là 15, theo tin đồn. Theo tin đồn là thế, không biết được. 15 tháng 5 hả? Trời ơi, tay. Tin đồn, tin vỉa hè nhá. Đây tin vỉa hè nhá, đây tin vỉa hè nhá. Chưa có tin chính thức nha, tin vỉa hè thôi. Ừ, ôi anh Tùng ơi, đồ nó dày tức dữ ta. Trời ơi, cái này vẫn mùi chón nữa, vô đói nữa. 25 luôn kìa. Đâu. À, hai mươi chó này rác dữ ta. Thôi cho nên nào lấy thì lấy xài được. Ngon. 40 sao? Ông độ 40. Ừ. Má, giờ như vậy nữ thì mình chấp đi. Ôi, nó đâu vậy nam không ơi. Đây dư. Đây. Ừ thì cất mấy cái đồ này em cất, anh em nào cần em cho mà. Cần em cho chứ mấy cái này đó em đâu xài đâu. Anh Nam ơi. Này mấy cái đồ 6 dòng này anh em không? Đồ 6 dòng đẹp không ấy chứ. Này, 6 dòng này. Hai cục cốt thì bán được đúng không? Nè, đồ sướng dòng nè. Thì chẳng bán máy kim rồi, cái ngọc bộ bán có máy kim mà. Ừ. Bán chưa? Ôi. Bán rồi à? Có cái ngọc bộ thôi, còn rồi, bộ đồ còn còn á. Ok anh em ơi, nói chung là bắt 74 này thì hoàn toàn không thu được gì sản phẩm nha anh em ơi. Rồi nói chung anh em nào thích đánh thì ủng hộ cho Khải video này hơn 100 like. Có thể 200 like, Khải sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo anh em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi rất nhiều nha. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút like chia sẻ ủng hộ Khải nha nè. Chia sẻ để nhiều anh em nào chơi Võ Lâm có thể biết đến cái server S8 Phật Sơn Ký Sử cũng như là trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net server hoạt động một tây nha nè. Đó. Đó, được mấy món đồ này. Món này thì không bao nhiêu. Này thì vứt cho anh em ban xài thôi. Đồ, đồ vậy. Tóc có 11 rồi trời. Nhỏ nha. Tóc này mà được 31 ngon. Vậy, ôi sợ ơi đồ vậy. Trong 40 là đẹp rồi. Nhưng mà xin lực hơi xấu rồi. Trung tâm này đồ rất là hiếm nè. Đỡ mà sở hữu những trang bị xấu dòng mắt ộp thì thực sự rất là hiếm. Nói chung là cũng khó. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ Khảo like, chia sẻ ủng hộ chơi nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.
Bây giờ Khải trở lại với hoạt động của bang này.